Huyện Châu Thành, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp tỉnh đoàn Kiên Giang cùng đoàn công tác Quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ và chủ nhiệm câu lạc bộ tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số vùng biển đảo và con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng vì Covid-19 và trao xe đạp dòng xe yêu thương 2023 tỉnh Kiên Giang. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, hiện toàn tỉnh Kiên Giang có 44.720 học sinh dân tộc thiểu số, trong số đó 308.008 học sinh phổ thông, tỷ lệ 14,52%. Có một trường phổ thông dân tộc nội trú với quy mô 12 lớp, 420 học sinh, 5 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở với 40 lớp, 1.200 học sinh. Những năm qua, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn tỉnh, tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện. Đặc biệt quan tâm đến triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giúp đỡ học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cấp sách đến trường. Công tác chăm sóc bảo vệ giáo dục trẻ em nói chung và học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biển đảo nói riêng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Từ năm học 2013-2014 đến nay, Quỹ học bổng Vừa A Dính hỗ trợ 805 suất học bổng với tổng số tiền 805 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số của tỉnh. 83 học sinh của tỉnh được thụ hưởng từ các dự án của Quỹ học bổng như Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ và chương trình Vòng tay nhân ái. Từ năm học 2018-2019 đến nay, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu trao 1.100 suất học bổng cho học sinh là con cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, con của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh, việc hỗ trợ đồng hành thường xuyên của Quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà chính là sự quan tâm đồng hành và đầu tư đối với sự phát triển bền vững của quê hương Kiên Giang, không dừng lại là địa chỉ thân quen mà còn là chỗ dựa tình cảm tinh thần của các cháu học sinh sinh viên nghèo vượt khó, các cháu học sinh sinh viên người dân tộc thiểu số và vùng biển đảo. Sau khi được hỗ trợ từ dự án và chương trình Quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu, thì ý thức rèn luyện vượt khó học tốt của học sinh sinh viên được nâng lên, kết quả học tập ngày càng tiến bộ hơn và có những thành tích thật sự xuất sắc tiêu biểu. Có thể thấy quỹ học bổng và câu lạc bộ với những giá trị xã hội tốt đẹp đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đã kết nối và chắp cánh cho những ước mơ được học tập, được lập thân lập nghiệp của con em đồng bào dân tộc thiểu số biển đảo, trở thành điểm nhấn đồng hành trong bồi dưỡng nguồn nhân lực cho vùng núi, vùng hải đảo, góp phần làm cho vùng biên cương hải đảo của Tổ quốc vững chắc hơn. Theo bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừa A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, trong những năm qua, Quỹ học bổng Vừa A Dính đã góp phần chăm lo về vật chất, khích lệ tinh thần đối với các em học sinh vùng dân tộc thiểu số, học sinh khó khăn vùng biển đảo. Bà Trương Mỹ Hoa cũng bày tỏ mong muốn những suất học bổng được trao sẽ là động lực khích lệ tinh thần học tập để các em phấn đấu rèn luyện, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan của Bác Hồ và xứng đáng là những đàn em thân yêu của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vừa A Dính. Và chúng tôi mong rằng các em sẽ cố gắng phấn đấu học tập thật tốt và cái kết quả học tập của các em chính là một cái món quà rất là thiết thực chúng ta kỷ niệm những sự kiện lớn của Quỹ học bổng Vừa A Dính, của câu lạc bộ và ngày hy sinh của anh hùng liệt sĩ Vừa A Dính gắn với 75 chiến thắng Điện Biên Phủ của chúng ta. Chúng tôi mong muốn là như vậy. Và có lẽ đó cũng là cái điều mà các nhà tài trợ cũng không muốn nhận ở các em nhiều cái lời cảm ơn, mà muốn nhận ở các em bằng những hành động thiết thực, cụ thể, bằng kết quả của sự học tập, rèn luyện của chính bản thân mình. Tại buổi trao học bổng, Kiên Giang vinh dự đón nhận tấm lòng vàng của Ban điều hành Quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, cùng các đơn vị tài trợ trao học bổng cho 198 học sinh trị giá 213 triệu đồng. Trong đó năm học 2023-2024, Quỹ học bổng Vừa A Dính trao tặng 55 suất học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Trao bảng tượng trưng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận 60 suất học bổng cho con Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, tương đương 60 triệu đồng của Quỹ học bổng câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Huyện đoàn Kiên Hải và thành đoàn Phú Quốc nhận bảng tượng trưng 80 suất học bổng cho học sinh tương đương 80 triệu đồng từ câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Quỹ học bổng trao 3 suất học bổng vòng tay nhân ái cho 3 em học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, mỗi suất 6 triệu đồng.
Dịp này, Quỹ học bổng Vừa A Dính phối hợp với báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng trao tặng 20 xe đạp trị giá 40 triệu đồng trong chương trình Dòng xe yêu thương cho 20 em học sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.